Theo phản ánh của người dân, từ nhiều tháng nay, mỗi ngày có hàng trăm xe trọng tải lớn chở đất san lấp công trình chạy qua địa bàn các phường Tân An, Hoàng Tân. Xe chạy suốt ngày đêm, từ 3 giờ sáng đến 19 giờ tối trên các tuyến đường nội thị, gây khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cũng theo người dân, chỉ quan sát bằng mắt thường cũng nhận thấy nhiều xe tải đã bị cơi nới thùng chở đất cát đều có dấu hiệu quá tải. Với nhiều người, xe quá tải đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi phải ra đường. Tôi là dân sống ở cái khu vực là phường Tân An này. Khu vực này bây giờ là xe là quá khổ quá tải là chạy là khu vực này đất đá rơi vãi rồi thì chạy là mất an toàn. Đấy mà nhiều xe cơi nới quá khổ quá tải nhưng mà không thấy cơ quan chức năng nào xử lý. Ví dụ điển hình như là những con đây xe đang chạy đây. Chạy là quá khổ quá tải đây, chạy đầm đầm ra là cơ quan chức năng không có ai. Bức xúc trước tình trạng xe quá tải gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông, người dân nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng. Thế nhưng, cũng thấy ra quần xử lý, xong được vài hôm lại đâu vào đấy. Thì vừa rồi họp cử tri, họp mặt cử tri, người ta cũng nói, nhưng mà nó bảo là cái đường này là không phải là ở thị xã để quản lý mà tỉnh nó quản lý, nên là mình không có quyền. Tỉnh quản lý được. Có người dân người ta kiến nghị này, xe cứ chạy nối đuôi nhau, có cái cứ tranh nhau chạy. Tại thời điểm phóng viên tác nghiệp, xe quá tải vẫn ngang nhiên chạy âm âm trên các tuyến đường nội thị. Vậy mà không thấy bóng dáng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý xe có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông. Người dân kể lại, mới đây thôi đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông thương tâm, khiến ba nạn nhân tử vong, hai người bị thương phải đi cấp cứu. Điều này càng khiến người dân dọc tuyến đường luôn phải sống trong bất an, đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông. Mấy con bé khổ cái thân nó người ở trong đấy, nhưng mà nó lấy chồng Thanh Hóa, nhưng mà vợ chồng thuê nhà trọ ở ngoài cái rằm mà có đất rồi, nhưng mà trên thuê nhà có hai con gái, con đứa bé được có mười mấy hai mấy tháng gì mà bảo là chạy đi về chạy mộ cho em mà quên cái chiếu đi về đấy mà không biết làm sao, chắc là người ta bảo là xe máy cháu ngồi đằng sau xe ôm cái chiếu thì cái hộp đặt ngang vậy này. Thì cái điều xe nó chạy qua nhá, nó kéo vào cái chiếu nó lôi mình đi. Lôi người đi. Lôi vào nó nén cho ngang người, nói chung là nó hết chết luôn. Tai nạn ở đây là hai cái thằng đấy nó đi làm về. Vâng. Nó đi làm về thì cái thằng xe đất này chạy rẽ. Rẽ thằng đấy thì bắt đầu là đi kiểu không kiểm soát quá nên là kiểu phanh gấp. Vâng. Chắc đâm một đít đấy. Ngã lăn ra chắc nó đè lên một người chết. Phóng viên mang những phản ánh và bức xúc của người dân trước vấn nạn xe quá khổ, quá tải đến gặp lãnh đạo phường Tân An, thị xã Quảng Yên, địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng xe quá tải để làm rõ vụ việc. Đại diện đơn vị này cũng thừa nhận đã báo cáo lên cơ quan chức năng nhưng không hiểu sao vẫn chưa xử lý được. Thì người ta cũng phải tính là một ngày ta phải tua 30 chuyến thì người ta mới ổn định được cái cuộc sống. Đấy, vì vậy là nó cũng bị phá giá. Những thứ đấy thì cũng rất là khó để mà ấy, và cái đó thì nó phải là lực lượng chức năng thôi. Chứ còn thực sự là chính quyền địa phương kiến nghị. Đấy, vì ví dụ như là nó có nhiều cái phương tiện mà không được phép thì mình phát hiện ra mình phải báo cáo hoặc trao đổi với lực lượng chức năng để thông tin cho họ ra làm, chứ mình không làm được. Hai ngày thứ bảy chủ nhật ấy thì tỉnh ấy với lại hình như là phối hợp với là cân sức cái tuyến này đấy chứ. Qua tìm hiểu của phóng viên, tình trạng xe chở đất cát như phản ánh của người dân gây ô nhiễm, quá tải, mất an toàn giao thông có liên quan đến dự án công viên Nghĩa Trang thị xã Quảng Yên. Với những gì đang xảy ra, nhiều người đặt câu hỏi, quá trình thực hiện dự án này, đơn vị thi công đã tuân thủ đúng quy định pháp luật hay chưa? Nhất là việc vận chuyển đất cát, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu để thông tin tới bạn đọc.